Xin chào mọi người đã quay trở lại với cả PC Programming. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi nhận hai tựa game miễn phí mà Ubisoft đang phát cho chúng ta thời điểm hiện tại được chưa nào. Đầu tiên mình sẽ nói tới đó là tựa game what the fuck game gì quên rồi ta. Ở đây, Work in Conflict Complete Edition Free được chưa nào. Thì cái game này nó được phát hành miễn phí khá là lâu rồi. Nó là từ ngày mùng 4 cơ. Mùng 4 tháng 12 cơ, hôm nay là ngày mùng 10 rồi. Thì cũng chỉ còn một ngày nữa thôi là các bạn nhận được game. Nhưng mà mình làm cái video clip này không phải là muốn các bạn chú ý tới cái tựa game Work in Conflict được chưa nào? Complete Edition. Thì mà mình muốn các bạn chú ý tới một cái tựa game mà ngày 13 này cái Ubisoft này sẽ phát cho chúng ta. Đó là tựa game như các bạn đã thấy ngoài màn hình đúng không nào? Chính là Assassin's Creed Black Flag Free, hoàn toàn miễn phí cho chúng ta, hoàn toàn bản quyền được chưa nào? Cái tựa game này được phát ra miễn phí bởi vì thời điểm hiện tại thì nó đang kỷ niệm 10 năm phát hành cái tựa game Assassin's Creed lần đầu tiên. Vì vậy chúng ta sẽ là một trong những người may mắn có thể sở hữu được cái tựa game Assassin's Black Flag. Nói thế nào nhỉ? Cái phiên bản này mình thực sự là mình cũng download rồi nhưng mà mình như chưa có chơi gì đây. Các bác đâu đây? Black Flag. Thì mình vào cái ổ cứng của mình xem. Game offline Black Flag rồi. Ở đây, Black Flag, mình có download rồi. Mình có crack luôn rồi. Nhưng mà các bạn hãy nhớ, game crack thì không bao giờ bằng game bản quyền cả. Cho nên là ngày 13 này, các bạn hãy nhanh tay sở hữu cho các bạn cái tựa game Assassin's Black Flag cây bản quyền luôn nhá. Được chưa nào? Thì đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận cái game game gì đó. Lại quên tên rồi. Ở đây, Work in Conflict trước nhá. Thì đến ngày 13 này, các bạn nhận cái tựa game Assassin's Black Flag cũng giống hệt như thế này luôn. Không khác một tí gì luôn. Mình khẳng định như vậy, được chưa nào? Đây, đầu tiên để nhận cái tựa game miễn phí từ Ubisoft này thì các bạn hãy làm như sau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận game Work in Conflict trước nha. Đầu tiên các bạn phải có vào ba trang web này, được chưa nào? Thì mình sẽ để cái mấy trang web này bên dưới phần mô tả video. Đầu tiên là uplay.ubi.com. Đây chính là cái Uplay, chính là cái cổng chơi game mà Ubisoft phát hành. Cái cổng chơi game này thì có thể nó các bạn có thể hiểu đơn giản nó là giống với cả Steam hoặc là giống với cả Garena ấy, nó không khác là mấy, được chưa nào? Thì ở đây các bạn hãy vào trang này và ấn vào download Uplay for PC. Thế nào? Mình đã click và nó đã về rồi đây. 60MB, rất là nhanh rồi. Nó cài đặt giống hệt như Garena hay Steam thôi các bạn. Nó cũng không quá khó đâu. Các bạn chỉ cần nhìn một lúc là quen rồi. Game Uplay miễn phí, mình không biết có cái nào đây. Chứ đây không biết có mình nhận game nào Uplay miễn phí. Ở đây, sau khi download xong thì chúng ta mở lên nhá các bạn. Đây, cài đặt Uplay trước. Rồi, nó hiện ra cái bảng này đúng không ạ? Ấn I agree. Rồi chọn vị trí mà các bạn muốn lưu cái Ubisoft Game Launcher lại. Là Uplay này, được chưa nào? Mình sẽ vứt mặc định ở đây luôn. Install, rất là nhanh thôi, cực kỳ nhanh thôi. Đây chỉ là một cái cổng game thôi. Ấn đấy nhá. Rồi, run Uplay này. Rồi, chạy luôn. Rồi, công việc tiếp theo chúng ta sau khi đã có Uplay rồi thì chúng ta cần phải có một cái tài khoản để đăng nhập Uplay. Giống như là Steam hay Garena, chúng ta cũng cần tài khoản đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành download tiến hành đăng ký tài khoản Ubisoft ở cái trang web thứ hai, đó là Ubisoft Connect. Rồi, cái này mình sẽ để bên dưới phần mô tả video các bạn yên tâm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ điền email vào, mình sẽ điền một cái email của mình vào. Email thì mình nghĩ các bạn là dễ dàng đăng ký rồi cho nên mình không hướng dẫn nhé. Password để đăng nhập vào Ubisoft như mình đã nói, có chữ viết hoa, có chữ thường và có số, ok chưa nào? Ubisoft username mình sẽ để là PC Programming. Đây là birth thì cái nào đây là birth thì điền bừa cũng được, điền bừa ngày và tháng cũng được nhá, nhưng mà năm các bạn hãy kéo cho nó cao tuổi lên tí giùm mình, được chưa nào? Để đảm bảo, nói chung các bạn đảm bảo sao cho các bạn khi các bạn đăng ký cái tài khoản này, tài khoản các bạn xác định bạn là trên 10, trên 20 tuổi đi, được chưa nào? Rồi I accept này, save my information, quick select first party, ok hết cho nó, được chưa nào? Cho nó vui. Sau đó thì create Ubisoft account, click vào nhá. Already, mình đã sử dụng cái email này để đăng ký rồi các bạn. Vì vậy mình sẽ dùng một cái email khác nhá. Là tắt email nào đây. Đây. Ok. Sau đó thì lại nhá. Password mình để như cũ, username để như cũ, dashboard để như cũ. Rồi ấn create Ubisoft account, được chưa nào? PC gaming có lẽ hình như quá chữ rồi. 2, 4, 6,
Rồi 4, 6, 8, 10, 13, 13 chữ mà. 3 đến 15 chữ mà. Not available. Có chữ A thay vào số 4 nhá. Như là nó hướng dẫn ở đây, được chưa nào. Thôi, thay luôn chữ A này, what the fuck. Rồi, các bạn vẫn hiểu là PC Gregamin nhá. Sau đó thì create UI shop account. Rồi xem mày học được nữa không. Học của anh cái. What the fuck, rồi. Được rồi, trước mắt thì chúng ta cứ vào cái email của chúng ta đã. Mình sẽ vào cái email của mình. Đây, welcome to Ubisoft, đúng không nào? Rất là nhanh, hiện thẳng một cái ra đây luôn này. Nó đã gửi chúng ta một cái email về trong cái tài khoản email rồi. Mình sẽ vào cái email đó nhá. Xem nào, nó có bắt kích hoạt không nhỉ? Hay là không à? Ừ, không thấy yêu cầu kích hoạt. Em đang phát sinh nào. Đâu rồi, đây cần rồi. What the hell? Mình sẽ sang cái Uplay này để đăng nhập thử nhé. Really? Lúc vào đây nhá. Mình sẽ đăng nhập vào bằng cái account mà mình vừa đăng ký trên sao. Trước đây mình xem nào. Password. Remember me. Login. Được không nhỉ? À được rồi. Đăng ký được luôn các bạn ạ, không cần phải kích hoạt bằng email đâu nhá. Chúng ta không cần phải vào email để làm công đoạn thừa thãi. Được rồi, như vậy là chúng ta đã có Uplay, đã có tài khoản Ubisoft. Và bây giờ thì công việc đơn giản thôi, đó là nhận game về và chiến, đúng không nào? Thì các bạn hãy tới cái trang web thứ 3. Đây là Uplay, đây là Ubisoft. Trang web thứ 3, mình để ở đây. Work in Confin 2012 trên nào? Thì ở đây các bạn chỉ cần ấn vào Register for PC. Các bạn nhớ nhá, đầu tiên là download Uplay, sau đó là đăng ký tài khoản Ubisoft. Và thứ ba là vào trang web này để nhận game, được chưa nào? Trong trang web này thì các bạn ấn vào Register for PC. Đợi một chút để nó xử lý. Rồi, nó sẽ xác định tài khoản của chúng ta. À các bạn nhớ là phải đăng nhập vào Uplay đó nhá. Cái đó chắc không phải nói nhỉ, nó quá dễ hiểu mà. Rồi, ở đây nó đã nhận ra account của chúng ta rồi. Rồi, yes, use this account, nghĩa là sử dụng cái account này nhận game về, được chưa nào? Click vào. Rồi, now Uplay PC Cleaner. Download Uplay PC. Cái này thì chúng ta có rồi, thế nào? Chúng ta mở sẵn rồi này, thế nào? Cái này không cần nữa. The game has been already your library. Như vậy là nó vào cái library game của chúng ta rồi. Đây, mình ấn vào game. Đây các bạn thấy không? Work in config đã về với cả cái library game của mình. Bây giờ mình chỉ cần ấn vào nó. Sau đó thì download về và chiến thôi, thế nào? Nó giống hệt như Steam vậy. Nhận cây game xong chúng ta phải download đã, thế nào? Để chơi được. Đó là về cái game Work in config complete edition. Được chưa nào? À, ở đây có khá là nhiều game free, các bạn có thể tham khảo qua. Trước đây mình hướng dẫn các bạn nhận cái game gì ở đây nhỉ? Chắc là mình hướng dẫn các bạn chơi Tom Clancy miễn phí thì phải. Division, đúng rồi. Trước đây mình làm một cái clip hướng dẫn các bạn nhận cái game Tom Clancy để chơi miễn phí một tuần thì phải. Thảo nào lúc nãy mình mở cái này lên là tức đăng nhập vào luôn thì chắc là nó lưu bộ nhớ về cái tài khoản cũ của mình đã từng đăng nhập, đã từng đăng ký như thế nào. Thì ở đây còn khá là nhiều game miễn phí, các bạn hãy nhìn nhá, để ý nhá. Và đặc biệt đến ngày 13 tháng 12 năm 2017, có nghĩa là khoảng 3 ngày nữa thôi, hôm nay là ngày mùng 10 như thế nào. Thì sẽ có thêm một cái icon nữa ở đây, đó là game Black Flag Assassin's Creed. Các bạn hãy nhớ nhận tựa game đó nhá. Game đó cực hay, chơi cực đã. Ai là fan Assassin's Creed thì chắc chắn là không thể bỏ qua, được chưa nào. Và đó là game bản quyền 100% chứ không phải là game crack đâu. Mình thì đang định làm một cái series crack về Assassin's Creed. Nhưng mà trước mắt thì mình sẽ ưu tiên hướng dẫn các bạn nhận cái tựa game Black Flag bản quyền đã, được chưa nào. Bản quyền luôn luôn hơn game crack, các bạn hãy nhớ điều đó. Chắc chắn là như vậy luôn. Ôi, what the fuck, bật cái gì đây? Ôi, xong mấy cái này hôm nay nó lộn xộn vậy. Được rồi, chuyên version Recon Guildland thì mình có một bản crack nha các bạn. Các bạn vào trang PC Crack Gaming của mình, các bạn tìm ở cái phần game FPS hay là game bắn súng ấy, thì nó sẽ ra cái tên Tom Clancy God Recon Guildland Crack Full Edition luôn. Còn Division free chơi một tuần à. Ủa, còn phim, game này là game gì thì mình chưa biết luôn. Mình chưa thử. Thế có hay không? Các bạn rảnh thì các bạn có thể download về chơi. Bởi vì đây là hoàn toàn free, các bạn có thể thấy. Free game này. Các bạn có thể download về chơi một cách thoải mái. Nào. Còn những tựa game mua thì mình không nói.
mua thì có lẽ bạn vào vào shop này, các bạn chọn game các bạn mua. Đó, khá là nhiều game. Origin 50 đô, 60 đô, 60 đô chắc là cái bản bản bình thường thôi, bản Gold Edition thường là 100 đô cơ. Này giảm giá này các bạn, Brotherhood cũng đang giảm giá. À, nó bán bằng euro thì bán bằng đô quá hay đâu, what the hell. Euro giá trị tiền nó cao hơn ấy, cao hơn đây là Origin Gold Edition, bản này là hơn 100 đô. Euro tiền nó cao hơn là đô các bạn. Rất nhiều game, Ubisoft phát này cũng khá là nhiều game ấy. Revelation đâu rồi, mình xem Black Flag ở đâu. Cái tìm thử, Black Flag Assassin Creed Brotherhood Black Flag. Đây, Black Flag đang được bán với giá đó là Deluxe Edition là 30 euro. Simon. Đây. Đây chính là game mà ngày 13 chúng ta sẽ nhận miễn phí hoàn toàn. Các bạn hãy nhớ nhá. Đây là một vài hình ảnh trích dẫn trong game. Rất là hấp dẫn. Chắc chắn rồi. Đây là phiên bản hình như là sau Revelation thì cái bản này là bản đằng sau Revelation rồi. Để mình wiki cho các bạn coi nhé. Ở Assassin Chris. Các bạn. Wiki. Tiếng Việt. Đây, nguyên series Assassin Creed xem nào. Đầu tiên là Creed 1, Creed 2, Brotherhood, Revelation. À, đây là bản sau Assassin Creed 3 nha các bạn. Đây này, các bạn thấy đấy. Đây là các bản phát hành trước. Đôi 4 năm của bản phát hành trước. Ngay sau Unity luôn. Thì bản này khá chất lượng ạ. Ngon hơn cả Revelation, ngon hơn cả Assassin Creed 3. Nó chỉ thua Unity với cả CDK cũng như là cái Origin thì để tạm mà thôi. Phiên bản khá là mới. Mình thì mới chỉ phá đảo được cái Assassin Creed 2 thôi. Còn lại những cái kia thì mình download về hết rồi. Nhưng mà mình chưa chơi cái nào cả. Mình không có thời gian để chơi luôn. Đây, mình download rồi này các bạn. Còn thiếu cái gì nhỉ? Unity, Roger. À, thiếu CDK. CDK nặng quá cho nên mình chưa cài. Mà thực ra ở đây mình chỉ chơi được cái Assassin's Creed 2 thôi. Assassin's Creed 1. Ở Assassin's Creed 1 hình như mình download về rồi nhưng mình xóa tới đời nào đấy. Tại mình thấy cấu hình hơi SIDA. Rồi, các bạn hãy nhớ nhá, đó là ngày 13 tháng 12, đừng quên nhá, là các bạn sẽ có được tựa game Assassin's Creed 4 Black Flag hoàn toàn miễn phí, được chưa nào? Bằng cách đó là vào cái library game, các bạn nhìn xuống cái phần free game thôi, là sẽ thấy được cái icon của Assassin's Creed. Hoặc là các bạn vào cái trang web mà mình cũng để ở đây. Mình sẽ để một cái free.ubisoft.com, thế nào? Các bạn vào trang này, các bạn sẽ thấy. Thời điểm hiện tại thì ubisoft.com nó đang phát hành God Recon Wildlands Giant miễn phí này, Tom Clancy Division free weekend free một tuần, thế nào? Còn Work in Conflict ở đấy thì nó đang phát hành miễn phí. Và trong cái ngày 13 ấy, thì nó sẽ có thêm một cái biểu tượng nữa của Black Flag, các bạn hãy click vào đó nhá, giống như là Work in Conflict này, click vào cái là ra cái trang miễn phí của nó, thế nào? Thì hôm đấy nó sẽ cái trang đó nó sẽ hiện ra thêm một cái icon của Assassin's Creed Black Flag, nhớ nhá, ngày 13 tháng 12 năm 2017. Bây giờ thì chúc các bạn nhận game thành công và chơi game vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn nhé. All right, lads. I'll give you Blackbeard's honest opinion. You ask me, can this new captain promise you a life of prizes, plunder, and adventure? Aye. For amongst all the gentlemen of fortune sailing these West Indies, he ranks amongst the most clever. There was a time when I thought myself the deadliest scourge of these seas. But this man is a fearsome dog who feeds off trouble and turmoil. I seen him clear the deck of a Spanish galleon like it were nothing. Fighting like a devil, dressed as a man. And he's a canny one. Knows his way round every crag and crevice of these islands. So if his fortune and adventure you seek, and Captain Edward Kenway's your man.
Only, don't meddle in his private affairs. For there's more mystery to that man than even I dare ask.